Hai thưa các bạn, vâng, thì hôm nay sẽ theo chân mình đi đến một cơ sở sản xuất tư nhân, gọi là cơ sở sản xuất cho nó oi xíu, là một cá nhân, và chị ấy là người đã tạo ra những chiếc bánh tráng, miền Trung gọi là bánh tráng, còn miền Bắc, miền Nam hay gọi là bánh đa, thì những chiếc bánh rất là thơm ngon, là đậm đà hương vị miền Trung, được tạo nên từ chính tay một người chị hàng xóm. Let's theo chân mình đi vào bên trong. Vâng, đây là cái nồi nước, nồi bột mì để mà tráng những chiếc bánh tráng. Hấp cho nó chín, củi lửa phải lớn đều để tạo ra hơi nước nóng đều thì chiếc bánh mới chín đều được. Và đây là đôi bàn tay giống như một nghệ nhân tạo ra những chiếc bánh tráng rất đều và đẹp, rất là khéo, nhìn rất là đẹp đúng không? Rồi bỏ thêm gia vị này là tiêu này cho chiếc bánh được thơm nồng hơn. Này là khâu chỉ nêm nếm gia vị thêm vào, không quay hết được ấy. Thêm vào để cho chiếc bánh nó thơm, đậm đà, mặn mà, ăn nó sẽ ngon miệng hơn. Rồi sau khi lấy những chiếc bánh tráng từ nồi hấp ra, sẽ trải đều lên trên những tấm lưới trụ và sau đó mình sẽ đi phơi nắng để cho nó khô cứng lại. Vâng, thưa các bạn, thì đây là cái giàn mà để mình phơi những chiếc bánh á. Lựa những buổi trời mình nắng to, nắng đẹp, để mà phơi ra được những chiếc bánh nó khô, nó giòn tan, cứng.